Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, giải đấu cao nhất của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đang trôi về những vòng đấu cuối cùng với sức nóng từ cuộc đua đến chức vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng. Cuộc chiến ở nửa cuối bảng xếp hạng đang diễn ra rất căng thẳng và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trước vòng đấu này, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đang xếp cuối bảng với 18 điểm, cùng điểm với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh nhưng xếp sau do thua về chỉ số phụ khoảng cách giữa chiến hạm đỏ với hai đội xếp ngay trên là Nam Định và Sài Gòn FC cũng chỉ là một điểm. Chiến thắng ngược dòng 2-1 ở trên sân của Thanh Hóa ở trận đấu sớm tại vòng 22 đã giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng. Việc giành chiến thắng quý như vàng ở vòng đấu này trong bối cảnh hàng loạt đội bóng đứng gần đều không có được chiến thắng đã giúp cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời tránh xa vị trí cuối bảng để vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Đây là trận đấu mà cầu thủ được kỳ vọng nhất của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh là Lý Nguyễn đã lập cú đúp kiến tạo, trong đó bàn thắng quyết định của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh được ghi ở những phút bù giờ, cho nên có thể hiểu được lý do vì sao mà thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành đã ăn mừng vô cùng cuồng nhiệt. Tuy nhiên, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như các đội bóng trong nhóm đua trụ hạng vẫn sẽ phải chiến đấu hết mình ở những vòng đấu còn lại bởi cách biệt điểm số giữa họ là không đáng kể khi mà khoảng cách từ vị trí thứ 13 của Sài Gòn FC tới vị trí thứ 9 của SHB Đà Nẵng chỉ là 3 điểm. Cho nên một kết quả thắng thua giữa các đội bóng ở trong nhóm này thì cũng có thể tạo ra không ít sự xáo trộn trên bảng xếp hạng. Ở những trận đấu gần nhất, Cả Nam Định và Hà Tĩnh tiếp tục có thêm một điểm, nhưng họ vẫn chưa thể bứt phá trong cuộc đua trụ hạng ở V-League 2022, trong khi Đà Nẵng thì thua đậm Hà Nội FC, có nguy cơ bị kéo xuống nhóm dưới. Thầy trò huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đã có trận hòa may mắn ở trên sân của Bình Dương để cầm về một điểm, thì Hà Tĩnh lại rất tiếc rẻ khi mà không thể thắng được đội khách Việt theo. Hy vọng tưởng chừng đã lóe lên khi Nam Định sớm có bàn thắng mở tỷ số do công của Rodrigo Diaz từ chấm 11 m nhưng họ đã không thể giữ được kết quả này khi sức ép của chủ nhà gia tăng dữ dội ở hiệp 2. Kết quả là Bình Dương đã gỡ hòa cũng ở trên chấm 11 m khi Edison đã dễ dàng đánh bại thủ môn liêm điều để san bằng tỷ số 1-1. Một điểm có được trước Bình Dương không thay đổi thứ hạng của Nam Định khi họ có được 20 điểm vẫn xếp thứ 11 ở trên bảng xếp hạng. Trong ngày đối đầu với nhà đương kim vô địch Viettel, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã thi đấu rất ấn tượng và tạo ra cực kỳ nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ở trong hiệp 2, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có một trận đấu hay nhất trong 8 vòng gần đây. Trái với dự đoán ban đầu, cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Viettel đã diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn đến những giây bù giờ cuối cùng. Bước vào trận đấu, Viettel đặt tham vọng là giành chiến thắng để tiếp tục đua ngôi vô địch, đồng thời giúp cho đội bóng áo lính trả món nợ để thua ở trận lượt đi. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang ở trong tâm thế không còn đường lui, 3 điểm sẽ giúp cho đội bóng núi Hồng thoát khỏi vị trí cuối bảng. Với phong độ và thực lực thua kém đối thủ, nhiều người dự đoán Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ chơi với đấu pháp phòng ngự chặt như ở lượt đi. Thế nhưng những diễn biến ở trên sân lại trái ngược hoàn toàn. Thay vì co cụm phòng ngự ở phần sân nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Sau ít phút đầu chơi chuệt choạc, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chơi khởi sắc từ giữa hiệp 1. Các cầu thủ của đội khách tỏ ra khá bất ngờ với lối chơi của đội chủ nhà, dù rằng họ sở hữu dàn sao ở tuyến giữa với tâm điểm là Hoàng Đức, nhưng đội bóng áo lính đã không thể tạo ra được các pha tấn công nguy hiểm, thậm chí họ còn để cho chủ nhà chơi lấn lướt suốt cả hiệp 2. Huấn luyện viên Beji Won của Viettel đã chia sẻ sau trận đấu rằng Tôi không hài lòng về đội bóng trong trận đấu ngày hôm nay. Việt được đánh giá cao hơn nhưng chúng tôi đã thi đấu không tốt. Tôi dành lời khen cho đội Hà Tĩnh, họ đã có một trận đấu xuất sắc. Trong một ngày được thi đấu dưới sự cổ vũ của gần 6.000 cổ động viên nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có trận đấu như lên đồng. Đội bóng núi Hồng đã triển khai nhiều tình huống tấn công biên rất nguy hiểm. Với sự nỗ lực của tiền vệ Văn Hiệp ở bên cánh phải và Văn Huy ở bên cánh trái, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có nhiều tình huống phản công rất ấn tượng. Viettel phải nhờ đến cột dọc cùng với sự xuất sắc của thủ môn Nguyên Mạnh thì mới có thể ra về với một điểm ở trong tay. Vì thế, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Thành Công có lý do để tiếc nuối về kết quả trận đấu này. Với một điểm giành được, cả Nam Định và Hà Tĩnh đều chưa thể bứt phá khỏi nhóm cuối bảng. Trong khi đó, cuộc đua song mã đến chức vô địch giữa Hải Phòng và Hà Nội FC cũng đang diễn ra gay cấn Chiến thắng 1-0 ở ngay trên sân thống nhất trước chủ nhà Sài Gòn FC vào tối ngày thứ Sáu đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm qua mặt Hà Nội FC để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khoảng 2 tháng vừa qua thì đây là lần hiếm hoi mà ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2022 đã có sự thay đổi. Cho dù sự thay đổi này chỉ mang tính tạm thời thì cũng vẫn là một cột mốc rất đáng chú ý, nhất là đối với Hải Phòng FC kết quả này cũng khiến cho hà nội fc phải chịu sức ép rất lớn trong trận đấu diễn ra vào ngày chủ nhật với câu lạc bộ shb đà nẵng dù rằng thứ hạng phong độ hiện tại của hai đội là rất khác nhau tình thế trên sân đã diễn ra đúng như vậy khi hà nội fc gặp rất nhiều khó khăn trước shb đà nẵng được dẫn dắt bởi huấn luyện viên phan thanh hùng người đã quá hiểu ưu nhược điểm của hà nội fc phải đến những phút cuối cùng của hiệp 1 thì đội bóng thủ đô mới có được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của đội trưởng Văn Quyết và nhờ thế hiệp 2 đã diễn ra thuận lợi hơn với đội chủ sân hàng đấy. Với thêm hai bàn thắng được ghi sau giờ nghỉ do công của Hùng Dũng và Xuân Tú, Hà Nội FC đã vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 3-0 để lấy lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng V-League 2022. Hiện tại sau vòng 22, Hà Nội FC có 43 điểm, vẫn nhiều hơn 2 điểm so với câu lạc bộ Hải Phòng nhưng lại thi đấu ít hơn một trận. Trước khi trận đấu với Hà Nội FC diễn ra, nhiều người hy vọng là SHB Đà Nẵng trong sự gian khó sẽ làm được điều gì đó trước đoàn quân của huấn luyện viên Chun Ye Ho, nhưng rốt cuộc thì không có phép màu nào xảy ra. Không ít người tin rằng Nam Định sẽ vùng lên khi bị dồn vào chân tường, vậy mà họ vẫn lún sâu vào khủng hoảng bóng đá lý tính đến mức nghiệt ngã dù rằng sân chơi này luôn mang đến tính bất ngờ trong quá khứ hà nội fc luôn đối diện với khó khăn mỗi khi đối đầu với shb đà nẵng khát vọng muốn khẳng định trước các nhà tài trợ sẽ khiến cho shb đà nẵng phải thi đấu quyết tâm hơn chất chiêu hơn nhất là khi đội bóng bên bờ sông hàn đang cần gia tăng điểm số để thoát khỏi nguy cơ rớt hạng sự thấu hiểu giữa hai đội bóng mang đến hy vọng và một bất ngờ cho trận đấu ở trên sân hàng đấy thế nhưng Hà Nội thời điểm này đã khác so với chính họ trước đây. Đoàn quân của huấn luyện viên Chun Jae-ho không hoa mỹ và ảo ạt như trước nữa, mà sự lạnh lùng, xù xì đã khiến cho họ khó bị đánh bại hơn bao giờ hết. Và ngay cả khi đối thủ là SHB Đà Nẵng, thì Hà Nội FC vẫn biết cách thể hiện triết lý bóng đá của mình. Rốt cuộc thì SHB Đà Nẵng bằng rất nhiều quyết tâm vẫn không thể mang đến bất ngờ trong trận đấu với Hà Nội. Đối thủ của họ đã có được một chiến thắng vừa đủ để dư luận thấy được sự sắc sảo, chuyên nghiệp và đẳng cấp. Với chiến thắng ấy, đội bóng thủ đô cũng đã đòi lại ngôi đầu từ tay Hải Phòng và khẳng định ưu thế trong cuộc đua vô địch. Nhưng với nhiều người khác, chiến thắng của Hà Nội, sự lạnh lùng mà họ thể hiện chính là chiến thắng của V-League, rằng ở đó sự chuyên nghiệp song phẳng của người trong cuộc đã thể hiện một cách trọn vẹn. Nói cho cùng, khi mà những người làm bóng đá đã bước ra khỏi giới hạn, vượt qua cả những toan tính nơi hậu trường để trái bóng được lăn theo đúng quỹ đạo của nó, thì đó chính là giá trị bất tử mà bóng đá tạo ra. Hà Nội lạnh lùng và lý tính trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Điều đó có thể hiểu bởi họ thực sự khác biệt so với phần còn lại của cuộc đua. Tất nhiên điều đó đồng nghĩa SHB Đà Nẵng bị đẩy vào cuộc đua không mong muốn đó là giành vé trụ hạng. Nhưng đó cũng là sự song phẳng cần có của bóng đá, rằng bạn phải tìm ra sự an toàn cho bản thân bằng sức mạnh và tinh thần chiến đấu, chứ không phải là những tác động nào đó từ hậu trường. Bóng đá đẹp và hấp dẫn khi mà người ta tôn trọng những giá trị nguyên bản của nó bằng sự chuyên nghiệp trong hành xử. Tuy nhiên, những vòng đấu cuối cùng của V-League càng trở nên kịch tính bao nhiêu, thì người hâm mộ lại càng cảm thấy tiếc nuối bấy nhiêu bởi vì các sai lầm của trọng tài đã làm mất đi tính hấp dẫn của giải đấu sự kịch tính đã thấy rõ như phân tích ở trên, kể cả ở nhóm dẫn đầu đua vô địch hay là nhóm cuối tránh xuất xuống hạng. Dù rằng tấm vé xui rủi chỉ có một, nhưng ngay đến lúc này thì vẫn còn tới 6 đến 7 đội chưa chắc chắn trụ lại ở V-League, khiến cho những vòng đấu cuối thực sự là căng thẳng và hấp dẫn. Thế nhưng độ nóng của giải đấu, các cuộc đua không thấm vào đâu so với câu chuyện trọng tài khi gần như lượt trận nào cũng xảy ra những sự cố chẳng lớn thì nhỏ. Sự cố ở sân Pleiku với trọng tài Trần Ngọc Nhớ thực ra cũng chỉ là tập tiếp theo của bộ phim dài tập mang tên Sai lầm từ các ông vua sân cỏ, chứ chẳng phải là điều gì mới mẻ để mà ngạc nhiên cả. Như thường lệ, vài năm gần đây, khi V-League bước vào giai đoạn quyết định, ban tổ chức giải thường mời các trọng tài ngoại tới cầm còi trong một số trận đấu quan trọng. Việc mời các trọng tài ngoại đến làm việc được người hâm mộ đồng tình, nhưng đây rõ ràng không phải là giải pháp lâu dài hoặc là có thể diễn ra liên tục vì điều kiện khách quan giải pháp nâng cao thu nhập cho các trọng tài ở V-League ở giải hạng nhất giúp cho họ toàn tâm toàn ý làm nghề, tránh những cám dỗ ở ngoại cảnh cũng đã được VPF và VFF nghĩ đến, nhưng rốt cuộc thì sai vẫn cứ sai. Phương án cuối cùng được đưa ra lúc này xem chừng vẫn là đưa va vào các trận đấu ở V-League. Nhưng đây là vấn đề không hề đơn giản, chưa nói suy cho cùng va cũng do con người điều khiển cho nên khó giải quyết triệt để câu chuyện về trọng tài ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Vilic nóng căng thẳng, hay chuyện trọng tài cũng là con người, cho nên khó tránh khỏi sai lầm có thể là đúng, nhưng nếu như kéo dài từ mùa này sang mùa khác thì câu chuyện không đơn giản như thế. Và cho dù tới lúc này chẳng ai dám khẳng định câu chuyện mới đây của trọng tài Trần Ngọc nhớ ở trên sân Pleiku là câu chuyện vì chuyên môn hay là tư tưởng, nhưng như thế nào đi chăng nữa thì sai vẫn là sai và khiến cho V-League thêm nóng lẫn bất an. Những giải pháp nói trên hay là án phạt sau mỗi sai lầm đều được đưa ra đối với các trọng tài nhưng để làm nguội đi sự tức giận của những câu lạc bộ bị thiệt thòi hay là cơn bực dọc từ người hâm mộ là chưa đủ. Vậy nên có lẽ lúc này các trọng tài hay là ban trọng tài cần phải nhìn nhận lại trách nhiệm về chuyên môn của chính mình hơn là cố gắng bảo chữa theo hướng là tai nạn như thường thấy. Và rồi sợi dây kinh nghiệm cứ ngày một dài thêm mà các trọng tài hết mùa này tới mùa khác rút mãi cũng chẳng xong quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo